có hai cách để bước vào một mối quan hệ. Một cách là vì bạn muốn bòn rút thứ gì từ ai đó. Cách khác là vì bạn muốn chia sẻ thứ gì với ai đó. Đây là hai cách. Nếu bạn đến để sẻ chia, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp. Nếu bạn đến để bòn rút, khi họ khóa vào nước lại, nó sẽ trở nên kinh khủng và xấu xí. Không phải là vì có điều gì sai với họ, đơn giản là vì họ bắt đầu bước sai chân. Nghĩ rằng người này là nguồn gốc cho niềm vui của mình, không không không. Cho dù là niềm vui hay nỗi khổ, nguồn gốc là ở bên trong bạn. Nó là điều mà bạn quyết định. Nếu bạn là người vui vẻ, họ cũng sẽ muốn ở bên bạn. Nếu bạn đau khổ, họ sẽ phải chịu đựng bạn một khoảng thời gian. Thưa Guru, khi người ta nói rằng họ đang yêu, họ nghĩ rằng mình ở trong tình yêu vô điều kiện. Nhưng với hầu hết các trường hợp, điều này không có hiệu quả. Nó không dẫn đến hạnh phúc. Vậy Sadhguru, khi nào thì tình yêu vô điều kiện thực sự diễn ra? Sadhguru trả lời hãy xem khi bạn nhắc đến tình yêu trải nghiệm của bạn về tình yêu có nghĩa là bạn cảm thấy một cảm xúc ngọt ngào nhất định bên trong bạn dù là bằng cách nhìn vào người này hay người này hay người này chúng ta không biết ai đã khơi dậy điều này bên trong bạn điều quan trọng không phải là ai đã giúp bạn nhưng về cơ bản nó đã xảy ra bên trong bạn đúng không đúng chứ nó xảy ra bên trong bạn hay nó ở trong không khí tôi đang cố gắng làm sạch không khí này sự kết hợp của cả hai Thật sao Nó có trong không khí à Không Điều đó chỉ xảy ra bên trong bạn Có lẽ những gì xảy ra bên trong bạn quá hứng khởi Nên bạn nhìn thấy nó ở khắp nơi Khi bạn đang yêu Bạn nghĩ rằng một bông hoa nở cho bạn Những chú chim hót cho bạn Cả đám mây bay cho bạn Được thôi Tôi không muốn phá vỡ tất cả những sự lãng mạn Được chứ Nhưng về cơ bản nó đang xảy ra bên trong bạn Điều tuyệt vời là bạn đang trải nghiệm một thứ cảm xúc ngọt ngào như thế. Khơi dậy lên bởi một ai đó. Bạn sử dụng người kia như chiếc chìa khóa để mở ra một trải nghiệm bên trong chính mình. Bản chất là vậy. Tôi hỏi tại sao bạn lại sử dụng chìa khóa khi mà không có ổ khóa, không có cửa, khi không có bất kỳ rào chắn nào. Đó là bởi vì bạn là chiếc xe cần được nổ máy. Bạn biết loại xe đó là gì không? Nếu bạn từng sở hữu một chiếc Ambassador vào 25 năm trước, bạn sẽ luôn đổ nó trên một con dốc như thế này. Bởi vì vào buổi sáng hai người phải đẩy nó. Đúng vậy. Nếu bạn đổ xe như thế này sẽ không ai đến cả, danh bạn sẽ không ra khỏi nhà. Nếu nó như thế này ai đó sẽ đến và đẩy nó. Bây giờ tất cả các xe hơi đều tự khởi động. Nhiều xe còn khởi động từ xa. Điều này có nghĩa là gì? Sự nâng cấp về công nghệ. Bạn là viện công nghệ được chứ? tôi hỏi liệu bạn có muốn nâng cấp công nghệ của mình để bạn ở vào chế độ tự khởi động không? nếu bạn thức dậy vào buổi sáng, tự thân bạn cảm thấy tràn đầy niềm vui, tình yêu và sự hứng khởi, tự thân bạn cảm thấy bạn không cần ai phải khơi dậy bạn, bạn có muốn là cổ máy tự động không? có thưa ngài, vậy thì bạn phải đến với tôi. bất kỳ những ai lúc này đang thực hiện việc yêu trong không khí, điều đó ổn với họ thôi, bạn không cần phải nói gì với họ, bạn nói được rồi nó ổn thôi nhưng điều rất quan trọng là bạn là một cỗ máy tự khởi động bằng không sau một thời gian khi bạn cố gắng bòn rút hạnh phúc từ người kia đó là lúc mà chuyện yêu đương trở nên tẻ nhạt và kinh khủng bởi vì bạn đang cố gắng bòn rút hạnh phúc từ người kia không cuộc sống nên như thế này khi nhắc đến niềm vui khi nhắc đến tình yêu khi nhắc đến sự hứng khởi trong cuộc sống bạn phải là nguồn gốc của những điều này, có phải không? Bạn phải là nguồn gốc của những điều này. Những thứ khác có thể được sẻ chia trong cuộc sống. Có hai cách để bước vào một mối quan hệ. Một cách là vì bạn muốn bòn rút thứ gì từ ai đó. Cách khác là vì bạn muốn chia sẻ thứ gì với ai đó. Đây là hai cách. Nếu bạn đến để sẻ chia, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp. Nếu bạn đến để bòn rút, khi họ khóa vào nước lại, nó sẽ trở nên kinh khủng và xấu xí bạn đã thấy những người từng nghĩ rằng họ là những người tình đích thực điều đó đã trở nên kinh khủng với họ như thế nào không phải là vì có điều gì sai với họ đơn giản là vì họ bắt đầu bước sai chân nghĩ rằng người này là nguồn gốc cho niềm vui của mình không 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 sung sướng hay khổ đau nguồn gốc là ở bên trong bạn có đúng vậy hay không cho dù là niềm vui hay nỗi khổ nguồn gốc là ở bên trong bạn nó là điều mà bạn quyết định nếu bạn là người vui vẻ họ cũng sẽ muốn ở bên bạn nếu bạn đau khổ, họ sẽ phải chịu đựng bạn một khoảng thời gian. Tôi có thể kể một câu chuyện vui được không? Được chứ, thưa Sadhguru. Và một ngày nọ, Sankaran Philai <laughs> đang đi bộ trong công viên vào buổi tối. Tới khi mặt trời lặn, anh ta nhìn thấy một phụ nữ trẻ xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế đá. Bạn biết những băng ghế đá trong công viên chứ? anh ta cũng tới đó và ngồi xuống trên cùng băng ghế sau một hồi anh ta xích lại gần cô gái hơn cô ấy dịch ra xa hơn một chút chờ một vài phút anh ta lại xích lại gần hơn cô ấy dịch ra xa hơn một chút nữa lại lần nữa anh ta xích lại gần hơn giờ thì không còn chỗ nào để cô ấy dịch ra vì cô ấy đã ở cuối băng ghế cô ấy đẩy anh ta ra rồi anh ta chờ hai phút chỉ khi mặt trời vừa chiếu đến đúng góc thì anh ta quỳ gối xuống và thốt lên rằng anh yêu em. Anh yêu em như anh chưa từng yêu ai trong cuộc đời này. Bạn biết phụ nữ là kẻ ngốc khi yêu chứ. Và mặt trời đang lặn. Nếu lúc đó vào giữa chiều, hẳn là cô ấy sẽ không tin thứ ngớ ngẩn này. Mặt trời đang lặn, bầu không khí thật phù hợp. Và cô ấy dường như siêu lòng, tự nhiên tiếp quản một số điều xảy ra giữa họ. Rồi anh ta nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, anh ta đứng dậy và nói anh phải đi anh cần phải đi rồi cô ấy hỏi anh đi đâu anh nói anh yêu em mà anh ta trả lời vợ anh đang đợi anh cần phải đi <laughs> vậy nên tôi yêu bạn với nhiều người là như thế bạn biết đấy vừng ơi mở ra bạn muốn lấy thứ gì đó có thể nhu cầu của bạn là về thể chất tâm lý cảm xúc tài chính xã hội hoặc thứ gì khác mà chúng ta không biết bạn có những nhu cầu cần được thỏa mãn nên bạn sử dụng thần chú này và nó có hiệu quả. Phần nửa thời gian là nó hiệu quả được chứ? Tôi nói, điều quan trọng. Điều quan trọng là bạn biết được niềm vui của việc yêu thương. Bởi vì sự ngọt ngào về cảm xúc thì cần thiết cho bạn nếu bạn muốn sải những bước thật lớn trong cuộc đời. Nếu bạn không có sự ngọt ngào của tình yêu trong trái tim thì tin tôi đi nếu bạn cố gắng sải những bước lớn trên thế giới đặc biệt là ở ấn độ rốt cuộc bạn sẽ thấy nản lòng và bỏ đi canada ở canada bạn sẽ chỉ gặp mỗi nai sừng tắm ở phần lớn đất nước, nước thôi nên là cũng được